cùng Thúy Anh xem hôm nay có video gì hot nha. Ui, ăn kem lạnh mà ăn cả miếng to như thế này á. Ăn như thế này thì hại răng lắm đấy. Khi tiếp xúc với thực phẩm quá lạnh sẽ tác động tới dây thần kinh cảm giác, khiến răng bị ê buốt và vô cùng khó chịu, đặc biệt là đối với những bạn có răng nhạy cảm đang niềng răng. Tình trạng ê buốt này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn và hết khi không còn tiếp xúc với đồ lạnh nữa. Tuy nhiên, nếu bạn ăn đồ lạnh quá nhiều trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng tới men răng, dẫn tới răng bị sứt mẻ, có thể gây chết tủy. Hãy chú ý đến chế độ ăn ngay từ bây giờ để có một hàm răng chắc khỏe các bạn nhé.